Sự việc kiêu hùng trải dài cả ngàn năm, có ai hùng cũng có bi thương, không chỉ là nguồn cảm hứng cho điện ảnh, sách truyện, mà với cả những nhà sản xuất game cũng có cách tiếp cận riêng với lịch sử đất nước. Năm 2012, 7.554 từ game bắn súng với cái tên gợi nhắc đến thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc được độc giả tạp chí Thế Giới Game bình chọn là game Việt Nam được ưa chuộng nhất. Để rồi sau một thập kỷ, đề tài chiến tranh cách mạng lại tiếp tục được nhà sản xuất game này lựa chọn để phát triển dự án 300475 kể về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Tuy vậy, hành trình theo đuổi giấc mơ làm game về sự việc cũng không hề dễ dàng. Thị trường Việt Nam thì hiện tại đối với cái gọi là cái mô hình kinh doanh là làm game và bán game chứ không phải là kinh doanh theo kiểu là game online dịch vụ thì nó chưa phải là một cái mô hình kinh doanh có nhiều tiềm năng. Và BOM 2475 là nỗ lực lần thứ 3 để có thể hy vọng là mình có thể làm cái sản phẩm về đề tài lịch sử Việt Nam. Khả năng cao là chúng tôi cũng sẽ không thể theo được sản phẩm này vào thời gian gần đây. Ba lần thử sức, tuy thất bại về mặt tài chính, nhưng với mỗi thành viên của dự án, đặc biệt là các bạn trẻ, dù không thể đi đến đích như mong đợi, nhưng đây là cơ hội để họ hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Trong game sẽ có rất là nhiều trận đánh ở nhiều giai đoạn khác nhau và từ trước thì mình chưa thể nắm hết được cái diễn biến của những trận đánh đấy. Thì việc tham gia dự án thì cũng cho mình một cái cơ hội để mình có thể tìm hiểu. Không phải đồ họa hay công nghệ, cốt truyện về sự việc mới là yếu tố cạnh tranh được các nhà sản xuất game xác định trong sản phẩm của mình. Để hiện thực hóa giấc mơ kể sự bằng game, các nhà sản xuất game cũng rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lịch sử. Cũng nên là phối kết hợp với cả và xin ý kiến của các nhà cố vấn là những nhà sử học, những nhà khảo cổ học hoặc là những nhà quản lý về truyền thông, về văn hóa để chúng ta sẽ có thể thiết kế các cái game đó làm sao những cái nhân vật hoặc những cái bối cảnh ở trong nó sát nhất với thực tiễn và nó lại không đi ngược với lịch sử. Thời gian qua, một số dự án game về đề tài sự việc ra mắt, dù chưa tạo được tiếng vang lớn hay sớm phải chia tay với người hâm mộ, nhưng cũng phần nào truyền cảm hứng tìm hiểu lịch sử cho cộng đồng game thủ. Hy vọng những dự án game về đề tài lịch sử dân tộc sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ cộng đồng để giấc mơ kể sử bằng game còn dang dở ấy được viết tiếp trong thời gian tới.